Lúc bây giờ trong ánh mắt hỏa phòng lộ ra thần sắc không dám tin Không ngờ tới Khương Tư Nam lợi hại như vậy Chỉ một quyền nên giải quyết hai đệ tử anh thiên cảnh Hắn lập tức không cần suy nghĩ Trên người lóe lên hào quang Xuất hiện một thanh cổ kiếm xích quang cuồn cuộn lưu động lên hào quang sắc bén Nhẹ nhàng chiến minh một tiếng Lập tức chém về phía Khương Tư Nam Không xong rồi Đây là chuẩn linh khí vương phẩm đấy Xích tiểu cổ kiếm đấy vì sư huynh này phải cẩn thận Tư huyền biến sắc mặt nhận ra lai lịch của chuôi cổ kiếm kia vội vàng lên tiếng nhắc nhở họ phong cười lạnh một tiếng trong ánh mắt lộ ra bột tia sát cơ nói tiểu tử người dám đánh lén ta đi chết đi pháp lực toàn thân của hắn đều quán chú đến trong xích tiêu cổ kiếm cổ kiếm lập tức hào quang đại tác tàn bát trà phản đạo kiếm quang phẳng phất như ngay cả hư không cũng có thể cát liệt xích tiêu cổ kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vô cùng có linh tính phá không phóng đến kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt bao phủ xuống họ phòng giống như đã thấy được cường Từ nam bị phản đạo kiếm quang phanh thây khoe miệng lộ ra một tia sắc hài giận cái này dù sao cũng là chuẩn định khí phương phẩm coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng rất khó đơn giản tiếp được chẳng hắn này bất quá là anh thiên cảnh phiền mãn, nhất định là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà một khắc sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi rồi. Oanh Khương Tư Nam tung Thiền phóng lên Một quyền oanh ở trên xích tiêu cổ kiếm Hoạt tình bắn trả bốn phía Xích quàng cuồn cuộn Năm đấm của hắn phảng phất như hoàng kim đúc thành Không ngừng đập nện lên xích tiêu cổ kiếm Cổ kiếm truyền đến được cắn trả Để cho hỏa phòng khí huyết viên cột Người Quả đấm của người làm sao có thể cứng rắn như vậy Lại có thể công chuyển linh khí vương phẩm tranh phong Hỏa phòng nói chuyện cũng có chút cả năm rồi sắc mặt càng trắng bạch hơn. Trên quyền mang của Khương Tư Nam, lập tức xuất hiện một mảnh lôi đình tử sắc rừng rực, lập tức kích ở trên xích tiêu cổ kiếm, đã thân nặng thần hồn ấn ký của hỏa phong lưu ở phía trên. Sau đó theo lôi đình rừng rực, cuối cùng sắc mặt hỏa phong đại biến, lập tức liền bắt đi liên hệ với xích tiêu cổ kiếm. Cái này cũng đại biểu cho trong khoảnh khắc, Khương Tư Nam điển xóa đi thần hồn ấn ký của hắn lưu ở phía trên chuỗi xích tiêu cổ kiếm này coi như cũng tạm được ta nhận Khương tư nam nhàn nhạt, nói sau đó trong tay lóe lên hào quang xích tiêu cổ kiếm trực tiếp bị hắn thu vào họ phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi hắn run rẩy chỉ vào khương tư nam hồn hề nói người 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 trả xích tiêu cổ kiếm cho ta khương tư nam nhàn nhạt, nhạt, đáp xích tiêu cổ kiếm này xem như là tiền lãi người nói nặng lỗ mãng còn không cút đi cho ta ư ừ. Hắn là muốn ta đánh gãy chân chó của người sao tiểu tử người nhất định sẽ chết đoạt chiếc tiêu cổ kiếm của ta làm tổn thương đệ tử đan khí tông ta còn chỉ là hậu trường của ngươi lệnh hạnh kháng thì cũng cứu không được ngươi người nhất định phải chết chắc rồi sắc mặt của hỏa phong cực kỳ dữ tợn hắn lập tức lấy ra một lệnh bài sau đó kích phát trận pháp trong đó nhất thời lệnh bài hào quang đại thác cũng không bao lâu thì có mấy chục đạo khí tức cường đại phóng về phía bên này. Mấy chục trung điền nhân mặc chiến giáp xích sắc, thân sắc lạnh như băng, như là thiên như là biển, bao phủ ở trong bảo huy. Cả đám khí tức cực kỳ cường đại, vậy mà tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh. Trên chiến giáp của bọn hắn, tất cả đều các lấy một hỗn độn trùng phong cách cổ xưa, lộ ra cực kỳ là thần bí. Có chuyện gì xảy ra đấy? một thanh âm uy nghiêm vang lên phảng phất như là chấn động thiên địa để cho hư không chung quanh ong ong run rẩy hòa phong cùng hai đệ tử kia vội vàng khập khiễng đi đến trước mặt mấy chục đại năng này chỉ vào khương tư nam thanh âm lạnh lùng nói huyền vũ vệ đại nhân người này không phải đệ tử đan khí tông ta nhưng lại tiềm hành vào đan khí tông nhật định là gian tế tổng bột khác lại đã thương ba người chúng ta kinh xin huyền vũ vệ đại nhân giết chết hắn ngay tại chỗ ạ cái gì mấy chục đại năng thông thiên cảnh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía khương tư nam nhãn quang thành lùng như thần kiếm phảng phất như có thể xuyên thủng tội tầm khương tư nam sát khí vô cùng cường đại đập vào mặt sát khí mạnh thật đấy trong nội tâm của khương tư nam tán thưởng mấy chục đại năng này đều là người trong núi thay biển báo đi ra sát khí trên người đều là vô số sinh linh oán khí ngừng cây thành vô cùng là cường đại bởi vậy tu vi của bọn hắn không tính rất cao nhưng mà người cảnh giới cao hơn cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn khương tử nam không chút hoang mang móc trong một viên lệnh bài kìm sắc đại khách hành lệnh à mấy chục huyền vũ vệ phía sau ánh mắt lóe lên sắt khi trọng nhãn quang giảm bớt đi nhiều nhưng mà vẫn lộ ra rất lạnh lùng một huyền vũ vệ nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi đã là đại khách hành của đan khí tông ta đương nhiên không phải là gian tế nhưng mà vì sao người ra tay đã thương người Đã thương ba người bọn hắn chứ hả Khương Tư Nam mới nhàn nhạt nói Ba người này đều là mặt người giả thú Ở chỗ này muốn mưu đồ làm loạn Vì tử huyền tiên tử này Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua đây Thuận tay giúp tử huyền tiên tử thoát một phát Ba cái tên cầm thú này Coi như đã bị ta đánh cho một trận Cũng là bọn hắn dẻo gió gạt bão Ta chỉ là đúng lúc ra tay mà thôi Cũng không có trái với môn quỳ của đàn khí tông người 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 nói vậy trong ánh mắt của hòa phong lửa giận cơ hồn cương tụ thành thực chất hắn thanh âm lạnh lùng và nói rõ ràng là người lén lén lút lút ở một bên nhìn trộm chúng ta chỉ là đang cùng từ huyền sư vội luận ban với tu vi là người thấy được xích tiêu cổ kiếm trong tay ta thấy hơi tiền nổi báo tham đột nhiên ra tay đả thương người đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta thật sự là hèn hạ quá huyền vũ vệ đại nhân kinh xin bắt tiểu nhân hèn hạ này ngay tại chỗ giết chết đi biết rõ cường từ nam chỉ đã đan khí tầm khách khanh họ phong lập tức không còn sợ hãi chính là một khách khanh thôi mà giết thì giết đối với hỏa ra mà nói nhưng nghiền chết một con kiến người ra lệnh cho ta sao thanh âm của huyền phụ vệ lạnh lẽo ánh mắt lập tức nhìn thẳng hỏa phong có một cỗ sát khí phủ thiền cái địa trước mặt phóng đến hỏa phong lập tức giật mình vội vàng nịnh nọt cười nói không dám không dám huyền vũ vệ đại nhân ta chỉ là thỉnh cầu các người trừng trị tiểu nhân hèn hạ này mà thôi huyền vũ vệ cùng thần đan vệ là hai đại hộ vệ của đàn ký tông trong đó có vô số cường giả nhưng đại chỉ cho trưởng giáo trần nhân khống chế những người khác coi như là thái thượng trưởng lão cũng điều động không được bởi vậy tuy hỏa gia thế mạnh nhưng mà còn không cách nào chạm đến huyền vũ vệ cùng thần đan vệ <laughs> chuyện này đến cùng là như thế nào Chúng ta tự nhiên sẽ trả cho rõ. Huyền vũ vệ lạnh giọng nói Trong bọn hắn là Huyền vũ vệ Nhưng cũng biết hỏa phong Là cái mặt hàng gì. Trong nội tâm đã biết rõ đại khách hành này Nói hẳn là sự thật. Giờ phút này từ huyền cũng đứng ra Nhìn mấy chủ huyền vũ vệ Thì lẽ một cái nói Huyền vũ vệ đại nhân bị đại khách hành này nói rất đúng ạ à. bằng người bọn hỏa phong mới là tiểu nhân hèn hạ Đối với ta vô đồ làm loạn May mắn có đại khai khanh kịp thời xuất hiện xin các vị tưởng tra cho vừa lúc đó bỗng nhiên từ trên chủ phong bay tới hai thân ảnh giang nam tại sao ngươi lại ở đây đao nhã ở trong hư không liếc mắt liền thấy được khương tư nam ở phía dưới vội vàng cùng với thủy linh nhi đáp bày bày xuống đây là có chuyện gì thế từ huyên tỷ tỷ người cũng ở đây sao thủy linh nhi có chút nghi hoặc nhìn những người này không biết là đã xảy ra chuyện gì thậm chí ngay cả huyền vũ vệ cũng bị kinh động mà đến tử huyền đem sự tình đại khái nói thoáng một phát tuy linh Di lập tức trừng mắt nhìn ba người hòa phong trợn mắt nói các người ba cái tên bại hoại cặn bã này cũng dám ra tay với tử huyên tỷ tỷ thật là muốn tìm chết sao còn các người có biết giang nam giang đại thúc là người thế nào không đây chính là người mà ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng muốn vội vã gặp đấy nếu người thức thời thì liền tranh thủ thời gian cút cho xa vào Nếu không ta đánh gãy trần chó của ngươi Ta còn chưa dẫn giang đại thúc Đi gặp trưởng giáo Trần Nhân đây này Cái gì Trưởng giáo Trần Nhân muốn gặp hắn ư ừ. Hòa phong đại càng hoảng sợ Tuy hòa ra ở đàn ký tông thế mạnh Nhưng mà đối với trưởng giáo Trần Nhân Trong lòng của hắn Vẫn cực kỳ kính sợ Không dám có chút bất kính Nhưng mà giờ phút này trương kiến đảo nhã cùng Thủy Linh Nhi Đều thay Khương Tư Nam nói chuyện trong lòng của hắn đối với cường tử Nam càng đã oán giận hơn sinh ra một cỗ sát cơ đậm đặc hắn biết rõ chuyện hôm nay chỉ sợ là không giải quyết được gì rồi rằng nam có đúng không ta nhớ kỹ người rồi người cứ chờ đó cho ta việc này ta không để yên đâu họ phong nhìn chằm chằm vào cương tư nam thả một công ngoan thoại rồi liền xám xịt mang theo hai thủ hạ đi ra ngoài thấy họ phong đi ra mấy chủ huyền vũ vệ cũng thân hình chợt quét biến mất ở trong rừng rậm bọn họ đều thuộc về lực lượng thủ vệ đàn khí tông cũng phụ trách giải quyết tranh chấp trong đàn khí tông ngày bình thường quyền lực lớn đến dọa người ngoài trừ trường giáo trần nhân nhưng người các căn bản không thể điều động đến bọn hắn chứng kiến bọn hắn đều đi rồi tử huyên chậm rãi đi tới khuôn mặt khẩn thiết thì lễ với khương Tư nam một cái mà nói đa tạ đại khách khanh hôm nay đã cứu giúp tử huyên vô cùng cảm kích tử huyên Ngươi còn khách khí với ta <laughs> Ta là Khương Tư Nam đây Ngươi đừng có để lộ ra Hiện tại bộ dạng của ta là dịch dung rồi chờ ta tìm cơ hội lại cùng ngươi nói cho rõ Một tay ngâm che giấu Chuyển đến trong đầu tài tử huyên Con mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời Nhìn Khương Tư Nam tràn đầy thần sắc mừng rỡ Nhưng lập tức lại che giấu đi Chỉ là trong ánh mắt Vẫn lộ ra rất là kích động Tử huyên một lòng sắp muốn nhảy ra ngoài Mặt to cong cong trong nội tâm cực kỳ hưng phấn không nghĩ tới cương tư nam vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng rời khỏi căn nguyên vực đã hơn 2 năm ở ly hòa vực tây hà sơn cương tư nam xuất hiện là một kinh kỳ lớn nhất tư nam ca ca thật là huynh sao trước kia ta còn nghe nói ở thần ma cổ chiến trường có một người tên là cương tư nam Phòng ấn mà tồn thật là ngươi à quá không thể tin được rồi nếu như mà vũ điệp cùng tịnh tuyết biết nhất định sẽ cao hứng lắm đấy từ huyền truyền âm Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng Đúng là ta Ta lần này đến là tới thăm các ngươi Vũ điệp cùng tình tuyết các nàng hiện tại thế nào Khương tư nam mỉm cười Âm thầm truyền âm nói Các nàng đều rất tốt Người yên tâm Hiện tại đang ở trong một bế cảnh bế quan tu luyện Có lẽ qua không được vài ngày sẽ xuất quan thôi Khương tư nam nhẹ gật đầu truyền âm nói lại Người trước về chỗ sự tôn của ngươi đi Đừng có mà chạy loạn Ta trước cùng đào nhã đi gặp trưởng giáo chân nhân Về sau ta lại tới tìm ngươi Tạm thời đừng có để lộ ra Ngươi hỏa ra hèn hạ phù sĩ lắm Đừng cho bọn hắn phát giác là ta đến đây Biết rồi Từ huyên nhà gật đầu Sau đó lưu luyến không rời bay đi Đào nhã lại có chút nghi hoặc nói Giang huynh Người nhận thức từ huyên sự bội sao Trong nội tâm của nàng thầm nghĩ Giang nam này có thể lấy ra Thành thiền bích hải đan Cũng là người có đại lai địch lúc này mới vừa vào đan khí tông vậy mà đắc tội với hỏa phong xem ra cũng là nhân vật không yên phận đâu không biết chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi mà nam nhãn tiên tử cũng không biết trưởng giáo trần Trần tìm ta là có việc gì khương từ nam kẽ cười nói trong lòng của hắn cũng có chỗ suy đoán là khi tổng trưởng giáo trần Trần tìm hắn có phải là vì thanh thiên bích hải đan hay không dù sao thanh thiên bích hải đan này thần hiệu kinh người không thể tưởng tượng ra nổi nếu có thể giao cho đàn khí tông tuyệt đối có thể làm cho thực lực của đàn khí tông càng hùng hậu hơn Trường giáo chân nhân ghen đói giang huynh người thiền phúc kinh người liền phá lệ gặp ngươi một lần đây chính là một đại cơ duyên ngươi phải hào hào mà nắm chắc theo chúng ta thôi đào nhã khẽ cười đói mang theo khương tư nam cùng thủy linh nhi đáp mây bay về phía chủ phong trên chủ phong của tây hà sơn có một mảnh tiên trì mây mù lượn lờ mọc khắp là hoa sen xích sắc lá sen dương đậm dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ sáng chói một cái cầu hình phòm bay qua phía trên tiên trì thông hướng đại điện tiền phương khi ba người khương tư nam rơi vào trên cầu bỗng nhìn có một cột nước từ trong tiên trì bán ra trong nội tâm của khương tư nam khẽ động liền khởi động bộ đạo pháp lực kết giới chặn cột nước này sau đó tập trung nhìn vào phát hiện từ trong tiên trì hiện ra một yêu thú đó là một con quái điểu đỏ thẫm như máu Toàn thân bọc ra cánh chìm rực rỡ Tươi đẹp và trói mắt Như là thần kiếm, lượn đỡ xích hà Khí tức cực kỳ cường đại Giờ phút này nhìn xem ba người khương tư nam Trong ánh mắt thậm chí Có một tia triều thức Linh tôn, đây là trường giáo Trần Nhân muốn gặp Đào nhã cùng Thủy Đình Di Vừa nhìn thấy quái điểu này liền vội vàng cung kính thì lên một cái lên tiếng giải thích nói quái điều kia lóe lên lê nhác nhìn khương tư nam sau đó trầm rì nằm xuống lại chui vào trong thiên trì sau đó đào nhã cùng thủy linh nhi không nói một lời trực tiếp mang theo khương tư nam đi qua cái cầu hình vòm đi đến trên quảng trường đại điện khương tư nam mới hơi có nghỉ hoặc nhỏ giọng nói đào tiên tử vừa rồi vị đinh tôn kia là ai thế hắn cảm giác khí tức của quái điệu kia vậy mà không kém một phương giả mấy khí tức mình bồng vô tận nhưng mà lại không biết là yêu thú dạng gì Hơn nữa ở trước đại điện chủ phong Nuôi một yêu vương Để trong lòng của hắn hết sức là kinh ngạc Nhỏ trong một chút Lỗ tài của linh tôn cực kỳ linh trí đấy Thủy Linh nhìn nhìn phương hướng tiên trì Nhỏ giọng giải thích nói Linh tôn là một yêu vương Từ nhỏ đã theo trưởng giáo trần nhân ở cùng rồi Hôm nay chính là đàn khí tổng hộ tổng thần thú Nghe nói có một tiêu huyết mạch của thượng cổ thần thú Vượng Hoàng Cực kỳ là cương đại Nghe xong Khương Tư Nam gật đầu nói Thì ra là như vậy Trường giáo chân nhân thật đúng là lợi hại Lại có thể thuần phục một yêu vương Là như thế làm hộ thú thần tông Không phải là thuần phục Người không biết trường giáo chân nhân Coi linh tôn là bằng hữu Ngay cả tích quân tỷ tỷ cũng cùng kính Dừng một tiếng linh thúc thúc Ở trên tây Hà Sơn Ngoài trừ trường giáo chân nhân cùng tích quân tỷ tỷ Linh tôn trên cơ bản Ai cũng không để vào mắt đâu Đào nhã giải thích nói thêm Đi qua cây cầu hình vòm là một quảng trường lượn lờ lấy vân hà xích sắc cùng chân trời chung quanh hòa thành một thể. Mà ở chỗ sâu trong vân hà một thiên cung to lớn đỉnh thiên lập địa tựa như là hành cung của thiên đế cực kỳ là thần bí. Ba người đứng trước cung điện càng cảm giác được bản thân mình thật nhỏ bé. Giang Huỳnh trường giác chân nhân ở bên trong chờ ngươi chính người tự đi vào đi. Đào nhã kẽ cười rồi nói được rồi Cương Tư Nam cũng không chối từ thò tay đẩy đại môn cất bước đi vào trong. Vừa mới đi vào cung điện, Cường Tư Nam cũng cảm giác được một mảnh thiên quang sáng chói rừng rực, để cho ánh mắt của hắn không mở ra được. xung quanh tất cả đều là hào quang xích sắc, chỉ đã ẩn ẩn ở phía trước, hắn thấy được một thân ảnh. Ta là gọi người Giang Nam hay là Cương Tư Nam đấy? Ai mà biết được, thân ảnh kia nhàn nhạt, nhạt, nói một câu, lại để cho Cương Tư Nam muốn chạy. Thân ảnh kia vậy mà một câu nói phá thân phận trần thật của hắn. Quang mang nhàn nhạt tràn ngập ra. Một thân ảnh xoay đầu lại. Khương Tư Nam chứng kiến chính là một vị trùng điền nam tử nhỏ nhã, thân mặc xích xác đạo bào, thần sắc uy nghiêm. Toàn thân tản bát ra một loại khí tức mình mồng vô tận. Đứng ở trước mặt của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam vậy mà cảm giác được có chút không thể thở nổi. Đây là vương giả không chế toàn bộ đan khí tông đàn khi tổng trưởng giáo trí tôn diệp cương giờ phút này trên mặt của hắn uy nghiêm lộ ra một tia ý vị thâm trường con người thì thâm thúy cơ trí tự như là quần tình sáng loá hắn đứng ở đây đó nhưng để cho cương tư nam một loại khí tức khống chế thiên địa không gì làm không được tự như là vương triều đế vương để cho người ta nhìn không được mà phải quỷ bái trưởng giáo thực biết nói đùa cương tư nam là ai ta chưa từng có nghe nói qua tại hạ là đại khách khanh mới của Đan Khí Tông chúng ta, tên là Giang Nam. Trong nội tâm của Cường Tư Nam gầm cười khổ, nhưng mà thân sắc trên mặt lại không thay đổi. Vừa đúng lộ ra một tiếng nghi hoặc chậm rãi nói. Hắn không nghĩ tới, gia thiên bí thuật của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lập tức bị Diệp Cường xem thấu, xem ra còn làm mình tu điện không tới nơi tới chốn Diệp Cường phảng phất như xem thấu nội tâm của hắn chậm rãi nói. Tuyên người tu luyện Một loại thần thông thần kỳ Có thể che lấp diện mục Coi như là vương giả không cẩn thận Cũng căn bản nhìn không ra Nhưng mà tê hà sơn này Đều ở trong lòng bàn tay của ta Ta vẫn có thể nhìn ra tướng mạo sẵn có của ngươi Cho nên ngươi không cần lo Ta biết rõ ngươi là thiếu niên thiên tài phong ấn ma tôn Khương Tử Nam Khương Tử Nam chỉ phải cười khổ một tiếng mà nói Trường giáo chân nhân tuệ nhãn như đuốc Đúng vậy tiểu tử đại đệ tử của đại la thiền tông khương tử nam vừa nói xong trên người của hắn lóe lên hào quang gia thiên bí thuật hình thành dịch dung tàn mất hắn lại khôi phục tướng mạo sẵn có của mình diệp cương chậm trái từ phía trên đi xuống sức gà chung quanh dần dần tàn ra lộ ra một đại điện trống trải hắn khẽ cười nói đồ đệ của thiên cơ trần vương quả nhiên là bất phàm có thể ở trong thần ma cổ chiến trường phong ấn ma tôn Bất luận là thiên phú hay tâm trí đều là tốt nhất Ta cũng nhịn không được Muốn cùng thiên cơ trận vương đoạt ngươi Khương Tử Nam Người tới từ càn nguyên vực Là ca ca của Khương Vũ Điệp phải không Trong nội tâm của Khương Tử Nam chấn động Lập tức cười khổ một tiếng nói Không ký tới trường giáo chân nhân Ngay cả cái này cũng biết Xem ra chi tiết của phản bối Ngài biết đến nhất thành dị sở Không sai Phản bối là ca ca của Khương Vũ Điệp lần này tới đàn khí tông chính là vì gặp muội muội bất đặc dĩ dịch dung kinh xin trưởng giáo trần nhân thứ lỗi cho ta biết rõ người đã lo lắng những người hỏa xa kia chứ việc nhỏ ấy ta cũng không để trong lòng đâu diệp cường khoát tay áo lờ đễnh nói Cường tư nam mới hơi nghi hoặc nói vậy không biết trưởng giáo trần nhân gọi ta đến đây là cần làm chuyện gì chẳng lẽ là vì thanh thiên bích hải đan sao Thành thiên bích hải đan ư <laughs> Loại linh đan này quả thật là không tệ Có thể trang luyện thể chất Chiết xuất pháp lực Hơn nữa hiệu quả còn rõ ràng như thế Cái này chính là linh đan Có thể làm cho người ta thoát thải hoán cốt Xác thực là rất trần quý Nếu bị đàn ký tông ta nhận được Thực lực toàn bộ tông môn Có thể đạt được tăng cường Nhưng mà linh đan này mặc dù tốt Ta lại không phải là vì nó mà gọi người đến Diệp cương cảm khái nhìn cường Tư Nam chậm rãi nói tiếp Tình huống trong đàn khí tâm Người nên biết một chút Hôm nay ở trong đàn khí tâm có hy vọng tranh đoạt Vị trí thiếu trưởng giáo nhất Có ba người Nữ nhi của ta Diệp Tích Quân Hỏa gia Hỏa Nguyên Còn có đồ đệ của ta Đường Tiết. Dựa theo tổ huấn mà nói Ai tìm được đan lệnh trước Người đó có thể trở thành thiếu trưởng giáo Nhưng mà đã nhiều năm như vậy Đan lệnh như trước không có bất kỳ dấu mối hạ lạc nào. Ba năm trước đây, thì còn biết được cản quyền vực có tin tức của đan lệnh liền lái một mình đi tìm Nhưng mà vẫn không có tìm ra Thanh âm của Diệp Cương rất ôn hòa Chậm rãi giảng thuật tình hình của đan khí tông Nhưng mà đan lệnh không có tìm được Đan khí tông Tiêu trưởng giáo cạnh tranh tại càng kịch liệt Hoàn ra lòng Vương giả thú Hỏa nguyên là tuyệt đối không thể trở thành đan khí tông Tiêu trưởng giáo Đồ đề của ta đường thiết Bởi vì có chút nguyên nhân cũng không được chỉ có tích quân mới là thiếu trưởng giáo của đàn ký tông ta Mà nàng lại là thần nữ nhi Cho nên trên người áp lực có thể nghĩ được Ngay vào mấy tháng trước Nàng không tiếc cưỡng ép dùng hợp Tiền bối đàn ký tông lưu lại Thiên ngoại xích hà hỏa Nhưng mà hôm nay lại lầm vào trạng thái hôn mê Tình huống cực kỳ nguy cấp Nếu lại không thể hoàn thành dùng hợp Chỉ sợ nàng sẽ có lo lắng đến tính mạng Cái gì? Khương Tư Nam nhướng mì lên trong nội tâm chấn động không thôi. Hắn thật không ngờ, tình huống hôm nay của Diệp Thích Quân nguy cấp tới như vậy. Thiên ngoại xích hà hỏa này đến tốt cùng là hỏa diễm gì? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống như vậy? Còn có trưởng giáo chân nhân, dùng lực lượng của ngươi cũng không thể giúp tích quân tỷ tỷ sao? Trên mặt của Diệp Cường lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, nhạt nói. Xem ra tích quân không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, Thiên ngoại xích hạ hỏa này chính là một loại thiên hỏa không trọn vẹn, vô cùng là cường đại. So với thiên địa linh hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn, chính là tiền bối đan khí tông trong lúc vô tình nhặt được. Hơn một vạn năm qua đều không ai có thể dung hợp. tích quân vì tăng lên luyện đan luyện khí chi đạo, không tiếc dùng thân phạm hiểm, cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hạ hỏa, nhưng đã không thể kết cục như thế nào. Nếu không có tứ đại thái thượng trưởng lão cưỡng ép giúp nàng chân áp thiên ngoại xích hào hỏa chỉ sợ hiện tại nàng đã chết diệp cương thở dài một hơi trên mặt xuất hiện một tia thần sắc bất đắc dĩ nói về phần ta tự mình hôm nay cũng là để bồ tát sang sông bản thân khó bảo toàn rồi cái này cái này là vì sao Khương Tử Nam có chút nghi ngờ nói Diệp Cường chậm rãi mới nói Người nếu được tích quần tín nhiệm Ta cũng không sợ nói cho người biết vào hơn mười năm trước Ta bị vương giả huyết mà tộc ám toán Hôm nay trọng thương càng thêm nặng Áp chế tận được 10 năm Nhưng mà gần đây lại có xu thế muốn chuyển biến xấu Cho nên ta căn bản không làm gì được Người hôm nay chứng kiến chỉ là một cỗ linh thân của ta Nếu không ở đan khí tông tới phiên gia hỏa Hỏa ra giữa võ dương oai sao Chỉ là những năm này khổ thân chủ thích quân rồi Khương Tư Nam thật không ngờ Đừng đừng một đời đan khí tông trưởng giáo trí tôn, vậy mà cũng sẽ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chắc hẳn hôm nay, tình huống nhất định là cực kỳ nguy cấp. Tình huống của tiết quân tỷ tỷ bây giờ nguy cấp như thế, ta tự nhiên không thể quanh tay đứng nhìn. Trưởng giáo trần nhân không biết ta có thể làm gì được. Thân sắc của cương tư nam trịnh trọng nói. Diệp cương cái mỉm cười nói. Ta biết rõ đàn lệnh ở trong tay của ngươi đan lệnh cùng khí lệnh là trấn giáo trí bảo của đàn khí tổng ta diệu dụng vô cùng thiên ngoại xích hà hỏa là dấu ở trong khí lệnh ta suy nghĩ nếu đàn lệnh khí lệnh hợp hai làm một nói không chừng có thể trợ giúp tích quân triệt để dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa đấy chuyện này đâu có đáng gì trong tay khương tư nam lóe lên hào quang đan lệnh xuất hiện trong tay của hắn hắn rất nghiêm túc nói Trường giáo chân nhân Đan lệnh này ta vốn ý định là trả lại cho tích quân tỷ tỷ. Đan lệnh đã có khả năng giúp được tích quân tỷ tỷ. Sự tình khẩn cấp, như vậy xin mời trường giáo trần nhân dẫn ta đi xem tích quân tỷ tỷ thế nào rồi. Được, Khương Tử Nam, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Cường mỉm cười, thần sắc trên mặt càng nhu hòa hơn. Diệp Cương vùng tay áo lên, ở giữa đại điện xuất hiện một không gian chim bồn, tán ra hào quang sáng chói tích quân ở trong bí cảnh này Bây giờ chúng ta liền đi qua Vừa nói xong Diệp Cường xoáy lên Khương tương Nam Lập tức đi vào không gian chim bôn Ánh lửa cuồn cuộn Xích hạ bành trướng Trên bầu trời khắp nơi Đều là thần hồn sáng chói Không khí cực kỳ đóng trực, phảng phất như đi tới trung tâm mặt trời Trung quanh đều là liệt diễm hào quang lóng lánh Đây là một không gian rất kỳ dị Cũng không có bao nhiêu Chỉ có phương viên vạn trượng nhưng lại tràn đầy linh khí hỏa thuộc tính nồng đậm. Ở vị trí chính giữa, ngồi xếp bằng một thân ảnh uyển chuyển, người mặc quần đỏ, tóc dài xõa vai, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ không gì sánh được. Chỉ là giờ phút này chăm chú nhắm mắt lại, trên sắc mặt không có một tiêu huyết sắc, trông vô cùng tái nhợt. Thân ảnh này đúng là Diệp Tích Quân. Giờ phút này tình huống của nàng thật là không tốt, toàn thân phảng phất như lưu động, lên một loại hỏa diễm kỳ dị hiện lên cổ sắc long lánh sáng chói Ở nữa trên đỉnh đầu của nàng có một lệnh bài phong cách cổ xưa tán ra nghìn tiếng ngọc bích khắc lấy hỗn độn cổ chung đúng là đàn khí tông khí lệnh. mà ở chung quanh của diệp tích quân ngồi xếp bằng bốn thần ảnh giản đua hai lão già cùng hai mỹ phụ giờ phút này tất cả đều tiết triển ra thần thông cường đại quan thầu pháp lực về phía khí lệnh phẳng phất nhiệt trên áp lấy đồ vật gì đó trên người Diệp Tích Quân. Nhưng mà bốn người bọn họ cũng lộ ra có chút cố hết sức, khí tức rất rối loạn. Bốn người này là bốn vị thái thượng trưởng giáo của Đan khí tâm, cũng là vương giả thân cận trưởng giáo Trần Nhân Diệp Cương. Ở chỗ này một bậc trợ giúp Diệp Tích Quân trấn áp thiên ngoại xích hạ hỏa trong cơ thể nào. Nhưng mà mặc dù thiên ngoại xích hạ hỏa chỉ là thiên hỏa không trọn vẹn, nhưng cũng cực kỳ cường hãn Bọn hắn ở chỗ này liên tục ngây người mấy tháng Coi như là vương giả Cũng có chút ăn không tiêu Tịch Quân tỷ tỷ Ta tới thăm ngươi rồi Cương tư nam nhẹ giọng lầm bẩm Trong ánh mắt lộ ra Một tia thần sắc kích động Hắn còn nhớ rõ thời điểm ở cản nguyên vực Nếu không có diệp tích quân Mấy lần trợ giúp Chỉ sợ hắn đã chết rồi Trong lòng của hắn cũng đã sớm Coi diệp tích quân là người thân Bây giờ nhìn đến nàng xa vào tình cảnh nguy hiểm Khương Tư Nam cũng nhịn không được Đi theo lo lắng Trường giáo chân nhân Ta hiện tại nên làm thế nào Khương Tư Nam vội vàng lên tiếng hỏi Nhưng mà còn không có đợi Diệp Cường nói chuyện Đan lệnh trong tay Khương Tư Nam Phản vật như cùng khí lệnh tầm đó sinh ra một loại thiên hệ thần bí Bắt đầu ong ong run lên Có hào quang kỳ dị Từ trong đan lệnh phát ra Phản phất như muốn giải ruộng Bay về phía khí lệnh diệp cường cũng phát hiện ra loại tình huống này trong ánh mắt lóe lên tình quang chậm rãi nói từ nam đàn khí lệnh chính là tổ sư khai phái của đàn khí tông ta lưu lại bảo vật trong đó ẩn chứa bí mật vô tận coi như là ta cũng không biết hết bí mật của đàn khí lệnh không bằng cây buông đan lệnh ra nói không chừng sẽ có chút ít hiệu quả đấy trong nội tâm của cường từ nam khẽ động lập tức liền buông lòng bàn tay ra sau đó Hắn chứng kiến đan lệnh vậy mà trôi đi Phía trên khắc đại đỉnh phảng phất như lập tức sống dậy Hào quang rừng rực Cùng hỗn độn cổ trung trên khí lệnh Lẫn nhau hô ứng Cả hai chậm rãi tới gần nhau Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng phát hiện Diệp cương cùng cương tư nam đến Chỉ là bởi vì đang chuyên tâm trấn áp tiền ngoại xích hạ hỏa Không cách nào tách ra tinh thần Cùng bọn họ nói chuyện Giờ phút này trở tay đàn lệnh chính thức xuất hiện ở trong ánh mắt của bốn người lộ ra thần sắc mừng rỡ Ông một tiếng cô định dâng lên thần đan hỗn độn cổ chung tràn ngập hỗn độn khi lưu cả hai càng thần bí cùng chân thật chậm rãi dựa vào lại với nhau đến cuối cùng rầm rầm một tiếng thần quang vô tận phun trào vậy mà lập tức dung hợp cùng với nhau trong hư không xuất hiện một tấm lệnh bài hoàn toàn mới dịch quang cuồn cuộn hỗn độn lượn lờ một mặt là cổ đỉnh dâng lên thần đan một mặt là hỗn độn cổ trung rung rung lư lửng trên đỉnh đầu diệp tích quân tản ba trăm một cỗ khí thức bang bạc. khương Tử nam cùng diệp cường cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua loại tình hình này đều nhìn chăm chăm vào đan khí lệnh, phong cửa đột nhiên xuất hiện dị biến vừa lúc đó đàn khí lệnh hoàn toàn mới ong ong run lên một đóa hỏa diễm kỳ dị từ trong đàn khí lệnh bay ra Đo hỏa diễm này hiện lên hai màu hắc bạch như một đóa hoa sen kỳ dị tàn mắt trong một cỗ khí tức để cho khương Tường nam cũng cảm giác được rất khủng bố lập tức liền dung nhập đến trong thân thể diệp tích quân cái gì diệp cương cùng tứ đại thánh thượng trưởng giáo ánh mắt đều biến đổi thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình hình này nhưng mà đóa hoa bạch hỏa diễm kia dung nhập đến trong thân thể diệp tích quân lập tức một khí tức kinh khủng từ trên người của nàng bộc phát ra trực tiếp chân bày tứ đại thái thượng trưởng lão rồi Rầm rầm. Ở giữa thiên địa đồi đỉnh bãnh liệt Hoạt diễm bành trướng Phẳng phất như cảnh tượng diệt thế Hư không chung quanh run rẩy kịch liệt Nhưng mà đan khí lạnh trên đỉnh đầu Diệp Thích Quân Càng rừng rực trói mắt Như là tiểu mặt trời Trên thân thể Diệp Thích Quân Quanh quẩn đầy thất sắc hỏa diễm nhàn nhạt Cực kỳ là kỳ dị Ta biết rồi Đây mới là thiên ngoại xích hoa hòa nguyên vẹn Bỗng nhiên một vị thái thượng trưởng đáo Tóc hòa trầm Ánh mắt lóe lên Khuôn mặt giàn luôn như vỏ cây giãn ra Lộ ra thần sắc vô cùng bừng rỡ Vậy mà thiếu chút nữa thành quyền chỗ hoa chân bút tay vui sướng Trường giáo Trần Nhân Đây mới là thiên ngoại xích hà hòa nguyên vẹn Thì đã tổ tiên lấy được thiên ngoại xích hà hỏa Bị phân làm hai bộ phận Phân biệt đặt ở trong đan lệnh cùng khí lệnh Chỉ có đan khí xong lệnh dùng hợp Mới có thể triệt để hình thành một đạo thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn. Đây chính là thiên hỏa, được xưng là hỏa diễm cường đại nhất trong thiên địa. Lúc này đây, tích quân đã được một hồi đại tạo hóa rồi. Vị thái thượng trưởng lão này chẳng chẳng ngoắc ngoắc tay, nhìn chăm chăm vào thất sắc hỏa diễm, thành ngầm có chút run lên. Thiên ngoại xích hòa hỏa diễm nguyên vẹn sao? Nhưng mà sắc mặt Diệp Cường không có hiện ra vui sướng, ngược lại xuất hiện một tia sầu lo đói Tiên hòa không trọn vẹn Cũng khó dùng hợp như vậy Tiên ngoại xích hào hỏa nguyên vẹn Chẳng phải càng thêm lợi hại hay sao Bốn vị thái thượng trưởng lão nghe vậy Cũng biến sắc Nếu thật sự là như thế Chỉ sợ đối với diệp tích quân mà nói Cũng không phải chuyện tốt lành gì Khương Tư Nam nhìn tình hình của diệp tích quân Chậm rãi nói Trường giao trần nhân không cần phải quá lo Ta thấy đàn ký xong lệnh này Cực kỳ đã bất phàm Nó không chừng có biện pháp trợ giúp tích quân tỷ tỷ dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa thì sao? Hắn suy đoán, đàn khí tông tổ sư đã phân biệt đặt thiên ngoại xích hà hỏa trong đàn khí sòng lệnh. Như vậy tiền không có khả năng trở mắt nhìn hậu bối chịu chết, nhất định sẽ có phương pháp dùng hợp tương ứng. Anh lửa càng rừng rực chói mắt, càng người diệp tích quân bị ngọn lửa bao phủ, trung quanh cao thấp đều là anh lửa thất sắc, lộ ra thần bí và thánh khiết. Nếu không phải mọi người còn có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Tích Quân vững vàng, thiếu chút nữa đã cho rằng nàng đã bị thiên ngoại xích hào hỏa đốt cho thành tro bụi. Khí tức hào hạo đãng đãng mang tất cả tứ phương, thiên ngoại xích hào hỏa anh lửa cuồn cuộn nhuộm hồng cả phiến thiên không, mà Diệp Tích Quân một thân quần đỏ xếp bằng ở trong ngọn lửa, nhìn là một hỏa diễm tiên tử. Anh đợi chiếu rọi ra dùng nhàn tuyệt thế của nàng tăng thêm một tiệc cảm giác mỹ cảm kinh tâm động phách đàn khi lệnh tản mát ra hào quang nhu hòa phẳng phất như bảo vệ toàn thân diệp thích quân làm cho nàng có thể từng điểm từng điểm dung hợp thiên ngoại xích hào hòa trông cực kỳ thần dị trên đàn khi xong lệnh quan nhiên có tổ sư lưu lại chuẩn bị phía sau xem ra thích quân dung hợp thiên ngoại xích hào hòa đã xem như thành công một nửa rồi diệp cương nhìn diệp thích quân thoáng một phát lúc này mới thở dài một hơi mà nói trường giáo chân nhân Tên ngoại chế hào hỏa này là thiên hỏa So với thanh niên địa tầm hỏa của hỏa nguyên Tốt hơn nhiều lắm Hơn nữa ẩn chứa năng lượng bàng bạc Chỉ sợ bất luận là đối với tu vi của tích quân Hay trình độ đàn khí đều có tăng lên thật lớn Lúc này đây Tích quân chính là thiếu trưởng giáo của đàn khí tông ta Để ta xem ai còn dám không phục nào Một lão giả khác khí phách nói Trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười và thoải mái Đối với luyện đàn sư cùng luyện khí sư mà nói Thiên địa linh hỏa cùng thiên hỏa Chính là bảo vật mọi người tha thiết ước mơ Nhưng mà thiên hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết Mà thiên địa linh hỏa Chính là thiên địa tạo hóa diễn hóa Cực kỳ khó có được Người bình thường chỉ có thể dùng địa hỏa Cùng đan điền chân hỏa Luyện đàn luyện khí Hôm nay Diệp Thích Quân dung hợp thiên hỏa Xế ca hỏa tổ tiên để lại Hơn nữa năm giữa đan khí xong lệnh liền chính thức thành đan khí tông thiếu trưởng giáo điểm này là ai cũng phải thừa nhận rồi bởi vậy bốn vị thái thượng trưởng lão đều cảm giác được rất vui mừng cũng rất là hưng phấn đại ca đại ca hành giang nam mới tới kia quá kiêu ngạo rồi người nhất định phải giúp ta hắn cũng dám đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta ta muốn hắn phải chết trong một động phủ họ phong nhìn thanh niên ngồi trước mặt oán hận nói người thanh niên kia đúng là hỏa nguyên tóc dài rối tung hai mặt nhắm nghiền khuôn mặt anh tuấn trên người bị thần quang xích sắc bao phủ. Trên đỉnh đầu có một đóa hoa sen chi hỏa thành sắc, lộ ra cực kỳ thần dị. Nhật là cô nhàm thạch khán ngồi xếp bằng kia long đánh sáng long lanh, ẩn chứa linh khí vô tận, cao khoảng trứng hơn một trượng. Trong nhàm thạch mơ hồ có thể chứng kiến thần hồng xích sắc lưu động, cực kỳ là thần dị. Cái này là một khối địa hỏa tình túy, so với linh thạch tuyệt phẩm còn bốn trần quý, ẩn chứa linh khí hỏa thuộc tính mang bạc, Hôm nay những thần hồng kia Hóa thành tượng đạo Hỏa Long chui vào thân thể của Hỏa Nguyên Giang Nam mà Chính là một đại khách khanh Cũng dám đắc tội với hỏa gia ta Thật đúng là có ý tứ đấy Hai con người của Hỏa Nguyên mở ra Thần quang lập đè Trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ Hắn là đại khách khanh Nói rõ đã nhận được hồi thủ Của đàn khí tiên duyên hội đuyện đan sư lần này Hơn được có thể đánh bại các người Loại thiên phú này coi như ở đàn khí tông ta Cũng rất ít có Chỉ là vì sao trước kia Chưa từng có nghe nói qua nhân vật như thế Hơn nữa Người nói trưởng giáo Trần Nhân triệu hắn Đi Tây Hà Đại Điện sao Đúng vậy ạ à? Điểm này cũng là ta cảm giác nghi hoặc nhất Hòa Phong có chút nghi hoặc nói Hơn 10 năm qua trưởng giáo Trần Nhân đều mới quan tù luyện Không thể ý tới sự vụ tổng môn Đàn khí tông này từ trên xuống dưới đều đã do hỏa gia ta định đoạt nếu không phải còn có huyền phú vệ Cùng thần đan vệ Cùng mấy người bảo thủ kia Đại càng người sớm điên trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo Không biết lúc này đây Trường giáo chân nhân triệu kiến Một đại khách thanh tới Cần làm cái chuyện gì Người thật sự nghĩ hắn là một đại khách thanh đơn giản vậy sao Hoàng Quyền bỗng nhiên từ trên địa hỏa tình túy nhảy xuống Trên người tàn mát ra Một loại khí thức vô cùng cuồng bạo Để cho hỏa phong cũng cảm giác được Có chút không thở nổi Trột cuộc hắn là Giang Nam hay là Khương Tư Nam đây? Trong nội tâm của Hòa Phong bỗng nhiên chấn động Trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin lại nói Cái gì? Khương Tư Nam? Là Khương Tư Nam phong gấn ma tồn kia sao? Làm sao có thể là hắn? Hoàng Nguyên lạnh lùng nói Sao lại không thể là hắn? Một người tiên phú đan đảo xuất chúng Hơn đỡ tù vị cao như thế Hết lần này tới lần khác Trước kia lại chưa từng nghe nói qua Chẳng lẽ hắn từ trong kẻ đá chui ra sao Hơn nữa theo ta được đến tin tức Khương Tử Nam đã mượn Đại La Thiên Tông truyền tống trận đi ra Nhưng mà toàn độ lại bị xóa đi Sang năm này lại đột nhiên xuất hiện Ở Vạn Tiên Thành Tham gia đăng khí tiên xuyên đại hội Cho nên ta suy đoán Sang Nam Đại Khai Khanh này Chính thành là Khương Tử Nam đấy Đại ca nói cũng không sai Hòa Phong bừng tỉnh đại ngộ Trong ánh mắt lập tức lộ ra Một tia sát cờ nói Tiểu tử này trong tay có đan lệnh Nhưng mà ở trong thần ma của chiến trường Không đưa cho đại ca ngươi Nhất định là muốn tìm biện pháp Đưa cho tiện nhân diệp tích quân kia Đáng hận ta phải mà không đoán ra Hiện tại hắn bị trưởng giáo trần trần triệu đi Vậy đan lệnh khẳng định Cũng rơi vào trong tay diệp tích quân rồi Hòa Phong cảm giác được một hồi ảo não Trong ánh mắt của Hỏa Nguyên Lộ ra bột tia âm trầm nói Không đáng ngại Mấy tháng nay Diệp Tích Quân trên danh nghĩa là đang bế quan nhưng mà ta biết Nàng ta là muốn cưỡng ép dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa Thiên ngoại xích hà hỏa kia Chính là thiên hỏa không trọn vẹn Làm sao dễ dàng dung hợp như vậy Cho nên dù nàng nhận được đan lệnh Cũng không có bất luận tác dụng gì Hơn nữa người biết trưởng giáo Trần Nhân vì sao Những năm qua một bực bế quan không Căn cứ ra ra nhiều mặt dò xét Suy đoán ra trưởng giáo Trần Nhân nhất định Là bởi vì có chút nguyên nhân nhận lấy thường thế rất nặng Cho nên mới không rảnh chú ý đến chuyện khác đây cũng là cơ hội cho hỏa gia chúng ta Không chế toàn bộ đàn khí tông Cái gì? Trường giáo Trần nhân bản thân bị trọng thương sao? Hòa Phong đột nhiên biết được Một tin tức như vậy cũng chấn động Trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ nói Vẫn đàn đại ca người cao minh Người là muốn lợi dụng cường vũ điệp Phương tình tuyết cùng tử huyên Để đối phó với cường tử nam sao? Đúng như vậy Cường vũ điệp là tiền thiên hỏa đức thánh thể Là thiên tài diệp tích quân hơn hai năm trước mang về Ai mà nghĩ đến Cương Tư Nam dĩ nhiên Là đại ca của Cương Phụ Điệp Ta đã được biết Cương Phụ Điệp Cùng Phương Tinh Tuyết Hai ngày sau sẽ xuất quan Để lục đọ ẩm thầm bắt các nàng Uy hiếp Cương Tư Nam giao đan lệnh ra Đợt tháng sau Thời điểm đàn khí thì đấu Ta sẽ giành chính ngôn thuận Trở thành thiếu trưởng giáo rồi Trong ánh mắt của Hoàng Nguyên Lộ ra một tia xã tâm không cách nào ngăn chặn Dựa theo đại ca nói Bốn vị thái thượng trưởng lão Trung thành với trưởng giáo chân nhân hôm nay bế quan nhất định là thay diệp tích quân áp chế thiên ngoại xích hà hỏa cơ hội ngàn năm có một này rất dễ dàng bắt lấy cường vũ điệp cùng phương tinh tuyết lúc này đây cường tư nam nhất định là phải chết ta muốn hắn trơ mắt nhìn môi bội vội của hắn trở thành nữ nhân dưới thân của ta trong ánh mắt của hỏa phòng lộ ra thần sắc vô cùng hừng phấn vừa nghĩ tới dùng nhàn của cường vũ điệp cùng phương tinh tuyết tiền tử liền để cho nội tâm của hắn lửa nóng không thôi ta muốn là đăng khí tông trưởng giáo trì vị hoàng nguyên cười nhạt một tiếng Nhẵn quang dự điện kiếp người tâm hồn toàn thân tản bát ra một cỗ khí tức vô tận mà giờ các này ở trong không gian thần bí đám người khương tư nam đang quan sát trên người diệp tích quân phát sinh biến hóa thiên ngoại xích hà hỏa tản bát ra thần mang thất sắc tự như là cầu vồng rực rỡ tươi đẹp hình thành tương giải lụa màu hoàn toàn bao phủ lấy diệp tích quân thiên ngoại xích hào hỏa cũng không có rừng trực ngược lại có một loại mỹ cảm kinh động tầm phách phiêu tán ở trong hư không tự như rơi xuống quang vũ xinh đẹp nhưng mà những thất sắc hỏa diễm này lại làm cho đám người khương tư nam cảm thấy nội tâm rung rung phảng phất như đối mặt với thiên địa mênh mông bao là bát ngát đây chính là thiên hỏa được xưng là đệ nhất chi hỏa ở giữa thiên địa chính là thiên địa sinh ra không phải sức người có khả năng khống chế nhưng mà hôm nay ở dưới đàn khí lệnh bảo vệ diệp tích quân đang chậm rãi dùng hợp thất sắc hỏa diễm không ngờ tới trong đàn lệnh vậy mà cất giấu một phần thiên ngoại xích hà hỏa khác để cho thiên ngoại xích hà hỏa có thể nguyên vẹn được tích quân cũng triệt để dùng hợp thiên hỏa mà tổ sư lưu lại chúng ta đã tạ từ đàm tiểu hữu bốn vị thái thượng trưởng lão hôm nay cũng đã biết thân phận của khương tư nam ánh mắt nhìn hắn càng du hòa hơn giờ phút này đều rất là nghiêm túc nói Mỗi người bọn họ đều là người ủng hộ trưởng giáo chân nhân Đối với Diệp Tích Quân cũng còn như con cái của mình Cực kỳ là yêu thương Hôm nay chứng kiến Diệp Tích Quân Có thể triệt để dùng hợp thiên hỏa Giải trừ nguy cơ Sao có thể bất hứng được Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng rồi nói Bốn vị tiền bối khách giáo rồi Năn lệnh này vốn là vật của Tích Quân tỷ tỷ Ta đã sớm đáp ứng Muốn thành hàng tìm về hôm nay bất quá là châu về hợp phố mà thôi đảm đương không có nổi bốn vị tiền bối hành tĩnh như thế trong bốn người này hai đạo giả chính là một đôi thần huỳnh đệ tên là bác viễn cùng bác quang hai mỹ phụ một người tên là triệu thuần nhơ chính là sư phụ của phương tỉnh tuyết một người khác tên là lục đình là sư tôn của tử huyên mà một bội của mình thì bị trưởng giáo trần nhân diệp cương tự mình thu đảm đệ tử trên người diệp tích quân hỏa diễm thất sắc từng sợi tản ma trả khí thức cổ xưa thần bí ở quanh thân của nàng vườn quanh không ngừng cưng kết thành các loại dị tượng phảng phất như một tiểu thế giới vòng quanh nàng xoay tròn Trăng đầy vân hà vô tận nhuộm hồng cả bầu trời mà diệp tích quần nhắm mắt ngồi đó quần đỏ bồng bềnh bảo tướng trang nghiêm như là một tuyệt thế nữ tiên siêu phàm thoát tục đàn khí định trên đỉnh đầu của nàng rừng rực trói mắt như là một tiểu mặt trời tàn mắt ra hào quang thánh khiết vô tận. Diệp Tích Quân bảo trì loại trạng thái này đã bảy ngày bảy đêm rồi. Khí tức trên thân của nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thân bí. Hòa diễm thất sắc trên đỉnh đầu của hắn hóa thành một đóa đại đạo chi hoa, theo gió chập chờn càng thêm ngưng thực hơn. Trên người của Diệp Tích Quân, trong nhánh mắt những núi lửa dâng lên thần hạ vô tận. Các người của nàng lập tức trôi nổi, chung quanh thiên địa linh khí vô tận đều dũng mãnh lao tới trên người của nàng bị nàng thôn về cho đến cuối cùng đóa hỏa diễm thất sắc đó vốn còn có chút hư ảo lập tức ngừng tụ thành thật thể sáng chói mà rực rỡ tươi đẹp hai mắt của diệp tích quân lập tức mở ra trong ánh mắt xinh đẹp bắn ra hai đạo thần bằng thất sắc nàng ở trong hư không lăng không bạt đứng quần áo đỏ bồng bềnh da thịt trắng như tuyết phong hòa tuyệt đại tàn mắt ra một cỗ thánh khiết trì khí để cho người ta không dám nhìn gần từ nam đã tặng ngươi rồi thanh âm của diệp tích quân du hòa mang theo nét kinh hỉ trong đôi mắt nhìn về phía khương tư nam nổi lên một điểm dị sắc tuy nàng một mực lâm vào trạng thái tu luyện nhưng mà khương tư nam đến nàng vẫn có thể cảm giác được nhất là khương tư nam thật sự bằng đến đan lệnh hơn đỡ trợ giúp cho nàng triệt để dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn để cho trong độ tâm của nàng mừng rỡ mãi không thôi Sau hơn 2 năm Lần một lần nữa tường kiến Rất nhiều chuyện cũng đã cải biến rồi Nhất là Diệp Tích Quân đột nhiên phát hiện Thiêu niên lúc ấy còn rất non nớt Vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế này Làm cho nàng kinh ngạc vui mừng Cũng vì Khương Tư Nam cảm thấy cao hứng Tích quân tỷ tỷ Đã lâu không gặp Chúc mừng người triệt để dung hợp thiên ngoại xích hạ hóa Tù vi đột phá tiếp rồi trên mặt của Khương Tư Nam cũng lộ ra dáng tươi cười Hắn cũng đã nhìn ra Lúc này đây Dựa vào thiên ngoại xích hà hỏa Chất chứa năng lượng khổng lồ Diệp tích quân chẳng những là vững chắc tu vi thông thiên cảnh Còn một lần hành động đột phá Đến thông thiên cảnh trung kỳ Phải biết rằng đã đến thông thiên cảnh Mỗi tiến thêm một bước đều cực kỳ gian nan Cần không chỉ là ngộ tính bản thân Còn cần năng lượng khổng lồ Có thể thấy được thiên ngoại xích hà hỏa Cường hãn thế nào từ Nam, cái này đều là công lao của ngươi. Ta không ngờ tới ngươi phải mà thật sự tìm được đàn lệnh. Bằng không mà nói, hành vi lô mãng lần này của ta có thể sẽ trực tiếp để cho ta mất mạng. Nơi nào sẽ đạt được tạo hóa lớn như thế? Đúng rồi, ngươi là làm sao tới được đan khí tông? Hơn nữa tu vi của ngươi tăng lên cũng nhanh quá đi. Trong ánh mắt của Diệp Tích Quân lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Nàng sao có thể nhìn không ra? Cường từ nam hôm nay đã là anh thiên cảnh viên mãn rồi chỉ kém một tia có thể ngừng tụ nguyên thần đột phá đến thông thiên cảnh phải biết rằng hơn hai năm trước cường từ nam bất quá và vừa đạt tới tiên thiên cảnh trong thời gian ngắn như vậy liền vượt qua ba đại cảnh giới phần thiên tư yêu nghiệt này không thể nói hậu vô lai giả nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai có giờ phút này bác viễn thái thượng trưởng lão vuốt râu ria hoa râm cười hà hà nói <laughs> tịch quần nhà đầu mấy tháng này cứ đều bế quan khả năng không biết sự tình của cương tư nam tiểu hữu hắn hôm nay là danh chấn toàn bộ trần cường giới đây chính là đại anh hùng cứu vớt toàn bộ trần cường giới đây bác quang triệu thuần như cùng lục đình ba vị thái thượng trưởng lão đều gật đầu cười bọn họ cũng từ chỗ trưởng giáo trần nhân diệp cương nghe nói qua sự tình của cương tư nam thời điểm này mới biết cũng vô cùng chấn động không ngờ tới một thiêu niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn Vậy mà làm ra tên tuổi lớn như vậy À từ nam Người hơn hai năm qua đã trải qua sự tinh di Nhanh nói ra cho ta biết nào Diệp Tích Quân cũng rất là hiếu kỳ Trước tiên là nhẹ nhàng vô cùng bước đến Từ trên hư không chậm rãi đi xuống Hòa diễm thất sắc trên đỉnh đầu Chậm rãi thu lại Cả người của nàng trói lọi Dùng nhàn tuyệt thế khuynh thành Để cho Khương từ Nam cũng không khỏi tán thưởng không thôi Khương Tư Nam mỉm cười Đem chuyện đã xảy ra hơn 2 năm Đại khái nói một chút Theo Khương Tư Nam giảng thuật Sắc mặt của Diệp Tích Quân hết sức đặc sắc Trong đôi mắt dị sắc sóng gợn Thật không ngờ Hai năm qua Khương Tư Nam Đã trải qua nhiều sự tình như vậy Trong nội tâm của nàng âm thầm tán thưởng Thời điểm ở cản quyền vực Nàng cũng cảm giác được Khương Tư Nam bất phàm Nhưng mà nàng không thể tưởng tượng được chính là Khương Tư Nam vậy mà ở trong thời gian ngắn xông ra giành tiếng lớn như thế gia nhập lại là thiền tông trở thành dịch thiên cơ chân truyền đệ tử tân bắc cổ chiến trường phong ấn ma tôn những chuyện này nghe mà diệp tích quần liên tục cảm khái ngay cả đan khí tông trưởng giáo trần nhân diệp cương cùng tứ đại thái thượng trưởng lão cũng rất sợ hãi và thán phục trong ánh mắt nhìn về phi thiếu niên này cũng nhiều thêm vài phần hài lòng từ nam người đã nhận được đan lệnh không có giao cho hỏa nguyên Hóa ra bọn hắn khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ Ở trong đan khí tông Bọn hắn không dám làm gì ngươi Nhưng mà ra khỏi đan khí tông liền không nhất định Người phải cẩn thận đấy Khi Diệp Tích Quân kẻ đường Cương từ Nam vì điều đan lệnh cho mình Mà cự tuyệt hỏa nguyên Trong nội tâm vừa cảm động lại vừa lo lắng Hỏa ra ư <laughs> Một đám làng tâm cầu vế Ta xem bọn hắn là khi sư diệt tổ Vậy mà không để ý cơ nghiệp đàn khí tông ta Cùng ngũ hành thánh tông cấu kết làm bệnh cơ hồ đã thành chó săn của ngũ hành thánh tông tận là làm cho liệt tổ liệt tông đan khí tông của chúng ta phải hổ thẹn rồi Bác quang tính tình nóng này vừa nghe đến hỏa ra trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc phẫn nộ tóc bạc trắng vảy phấp phới như là một cuồng sư bác viễn cũng khẽ khẽ thở dài nói nếu không phải trưởng giáo trần nhân mười năm trước đã bị cường giáo huyết ma tộc kích thương vẫn trọng thương khó lành Đàn khí tông chúng ta làm sao có thể để cho hỏa ra Hoành hành không sợ ai Trong thành thầm của bác Viễn Có một loại bất đắc sĩ Cảm thán cùng vẫn độ phức tạp Để cho mấy người bên cạnh nghe được Cũng sắc mặt ảm đạm theo Nhưng mà Diệp Cương lại đỡ đỉnh cười nhạt nói Huyết ma tộc thần thầm quá quỷ dị Bị vương gia huyết ma tộc kia Dùng ánh tánh mạng mà gieo xuống bột mạng Huyết liền quá mạnh Coi như là ta những năm này Cũng chỉ miễn cưỡng áp chế mà không cách nào tiêu trừ bất quá cũng phải tích quân đã nhận được đàn khí lệnh nguyên vẹn bản thân lại dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa mấy ngày nữa đợi đến lúc đàn khí thì đấu nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiếu trưởng giáo dùng tiên phúc của nàng không cần vài năm chỉ cần đột phá đến vương giả là có thể chính thức trở thành trưởng giáo chí tôn của đàn khí tông trưởng giáo trần nhân chỉ sợ hỏa ra sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy đâu Triệu Thuần Như khe khẽ thở dài nói Trong ánh mắt có một tia sầu lo Mà trong nội tâm của cường từ Nam lại khẽ động Diệp Cương diễn nhiên là bị vương giáo huyết ma tộc gây thương tích Một mạng huyết liền kia Hắn là trưng người huyết ma tổng nhị thái tử Cũng nhìn thấy qua Xác thực rất là quỷ dị cùng cường đại Nhưng mà không nghĩ tới Ngay cả Diệp Cương cũng không thể triệt để tiêu trừ Không biết hồng bông tàu hóa tháp của mình Có tác dụng hay không đây trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm suy nghĩ Hôm nay hắn coi như là cùng đám người hỏa nguyên Đứng ở mặt đối địch Nếu có thể trợ giúp Diệp Cương trị hết thường thế Vậy thì dùng tu vi của Diệp Cương nhất định có thể đơn giản khống chế toàn bộ đàn khí tông Bất quá cụ thể thường thế của Diệp Cương là như thế nào Còn cần tinh tế điều tra mới có thể được ra kết luận Diệp Cương đã chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói Bất kể như thế nào chỉ cần tích quân trở thành thiếu trưởng giáo Chúng ta liền chiếm cứ đại nghĩa Hòa gia cũng không dám quá làm cản đâu Bốn vị thái thượng trưởng lão đều nhả gật đầu Bạc viện thái thượng trưởng lão suy nghĩ một chút nói Đã như vậy Vậy mấy ngày nay tích quân điền không nên ra mặt Không thể để cho hòa gia phát giác Đợi đến lúc đàn khí thi đấu Trưởng giáo Trần Nhân gửi Ở trước mặt mấy chục vạn đệ tử đàn khí tâm Tự mình tuyên bố Đến lúc đó tích quân đã hiện thân nhất định sẽ cho hỏa giả chấn nhiếp thật lớn cũng có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp không sai diệp cường nhắc nhìn diệp tích quân trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra nụ cười ôn hòa nói tích quân bên ngày nay ở chỗ này hào hào cùng cố tu vi thoáng một phát làm quen thiên ngoại xích hà hỏa đến lúc đó chắc hẳn người hỏa giả sẽ có một trận kinh hỉ thật lớn <laughs> đúng là như vậy vì phong ngư người hỏa giả phát giác Bốn lão già hỏa chúng ta mấy ngày nay cũng ở chỗ này Đợi cho đến lúc đàn khí thì đấu lại hiện thân Bốn vị thái thượng trưởng lão đều kém mỉm cười nói Từ nam còn người thì sao Diệp tích quân xoay xoay đầu lại hỏi Bây giờ tích quân tỷ tỷ đã không có chuyện gì Ta muốn đi xem vội vội vũ điệp cùng tình tuyết và tử huyên Khương từ nam cười nói Nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy các nàng Trong nội tâm cũng có chút kích động rồi <laughs> cái này thì không cần phải việc khó gì Không bằng như vậy đi Chúng ta trực tiếp đưa tin cho vụ điệp tình tuyết cùng tử huyên Bảo các nàng đến Tây Hà Đại Điện Các người có thể ở chỗ này gặp nhau Diệp Cường cái mỉm cười nói Đột nhiên sắc mặt hắn giật mình Trong ánh mắt lộ ra thần bằng sắc bén Hỗn trướng Nụ cười trên mặt Diệp Cường biến mất Lộ ra thần sắc phẫn nộ Chuyện gì đã xảy ra Có phải vụ điệp các nàng xảy ra chuyện gì hay không Diệp Tích Quân chứng kiến phụ thần Diệp Cương sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng nói. Diệp Cương đèn nén xuống phẫn nộ trong lòng, hít sầm một hơi rồi nói. Hôm nay Vũ Điệp cùng tình tuyết xuất quan, từ huyên ở cửa ra vào tê hạ bí cảnh đình đón các nàng. Nhưng mà hỏa Nguyên vậy mà xuất thủ với các nàng. Vừa rồi Vũ Điệp đã phát tới tin tức cầu cứu, xem ra tình hình cực kỳ khẩn cấp rồi. Cách gì? Khương Tư Nam đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ lập tức cấp tốc bay ra bên ngoài. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, trong ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời, lạnh lùng lầm bẩm. Hòa nguyên hòa ra, nếu vũ điệp các nàng thiếu một sợi tóc, ta muốn cho các người toàn bộ chôn cùng. Ở giữa sườn núi Tề Hà Sơn chủ phong, trong một sân cốc rộng lớn, sừng sững một tế đàn xích sắc, phía trên các văn lạc cực kỳ cổ xưa, Phẳng phất như bị đại hỏa đốt cháy qua. Có một loại khí tức tuế nguyệt tang thương giờ phút này ở trên thế đàn hòa nguyên hòa phong cùng bốn đám đệ tử trẻ tuổi tu vị bất phàm ngăn cản ba thân ảnh xinh đẹp mà vì sư vui, các người cũng không nên liệu vời không uống mà uống triệu phạt đại ca ta đã vì các ngươi mà bay xuống tiệc rượu nếu các người không để tình vậy thì đừng trách chúng ta dùng sức mạnh đấy hòa phong âm trầm nói vẫn không quên ngắm ba thân ảnh xinh đẹp vai lần nhất là một chút bộ vị không nên nhìn nhìn không được nuốt nuốt yết hầu trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Hoàng Nguyên Sư huynh, còn bởi các người tránh ra, hạo ý của các người chúng ta đã tâm lĩnh, bật quá, thương cho chúng ta có việc trong người không thể đi. Khương Vũ Điệp, một thân quần trắng vồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng tuyết, so với hai năm trước thành thục hơn không ít, trộm mã càng xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này trong ánh mắt lộ ra một tia phiền toái. Họa Sư Huynh, xin các người tự trọng cho, nếu bị sư tôn chúng ta biết được Chỉ sợ chuyện này sẽ rất khó xử lý Các người mời trở về đi cho Phương tình tuyết như một đóa khổng cốc u lan Khí tức tinh khiết lạnh nhạt ôn nhã tàn mắt trong một loại khí tức thánh khiết Sư tôn à Hòa phong nhịn không được Cười lạnh một tiếng nói Không cần suy si tâm vọng tưởng Sư tôn của các ngươi chỉ sợ bản thân cũng khó bảo vệ Nào có công phu đỏ đắng cho các ngươi Nếu không ngoan ngoãn theo chúng ta ta cũng chỉ có thể khiêng ba tiểu mỹ nhân các người quay về. Hỏa Phong Hoàng Nguyên nhướng mày, quan Hỏa Phong một tiếng, khuôn mặt anh Tuấn ngẩn lên, nhàn nhạt, nhạt, nhìn ba người nói. Ba người các người thiền phủ bất phàm, hai năm tu viện tại anh thiên cảnh, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhưng mà vì có chút sự tình, ta phải mời ba vị sư vội cùng ta đi một chuyến. Bằng không thì các người chỉ có thể bị ta ý lớn hiếp nhỏ thôi. Ta nói vậy, các người cố gắng mà hiểu lấy nhá. Hoàng Nguyên bước ra một bước, khí thức mênh mông trên người tràn ngập, lập tức để cho Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyền sắc mặt trắng bệch, cảm thấy một cỗ khí thế không cách nào ngăn trở. Đi với ta. Hoàng Nguyên có chút không kiên nhẫn được nữa, sợ thời gian lâu sẽ sinh ra biến cố, trực tiếp vùng tay áo trào về phía ba người Khương Vũ Điệp. Hòa sư huynh, người về mà vô duyên vô cớ ra tay với đồng môn, chẳng lẽ là muốn xúc phạm môn quy của đàn khí tông ta sao? trên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Điệp lộ ra thần sắc lo lắng, lập tức liền chắn ở trước mặt Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên, há miệng nhổ trong một cái. Một cổ kiếm khí sắc lưu động lấy hào quang sáng chói chém về phía hỏa Nguyên. Cái gì? Trường giáo chân nhân vậy mà ban trong cây xích ha trảm long kiếm tốt tốt tốt. tên như vậy chui vương phẩm linh kiếm này ta lấy. Hoàng Nguyên biến sắc, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ lập tức một tia thảm làm lóe lên rồi biến mất. Hắn biết rõ là địch chuôi cổ kiếm này chính là linh khí vương phẩm Diệp Cường tự tay luyện chế, vô cùng cường đại, không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Ở trong đàn khí tông tiếng tâm lừng lẫy, không kỹ tới lại bị Diệp Cường ban cho cương vũ điệp. Trong nội tâm hỏa nguyên bay đến can kép vương phẩm linh kiếm cường đại như vậy, coi như là hắn cũng không có. Đỉnh đầu của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa sen thành sắc tàn ba ra hào quang mịt mờ thoạt nhìn cực kỳ là thân bí thành liền địa tâm hỏa khương vũ điệp cũng kinh hồ một tiếng nhận ra nó là hỏa nguyên dung hợp thiên địa linh hỏa khuôn mặt càng trở nên có chút trắng vậy. tuy xích hà trảm long kiếm rất cường đại nhưng mà lấy tu vi của nàng hôm nay căn bản phát huy không ra uy lực của nó nàng bất quá là vừa đặt tới anh thiên cảnh sơ kỳ chỉ sợ không bấy kiếm sẽ rút sạch pháp lực toàn thân, căn bản không phải đối thủ của Hoàng Nguyên. Nhưng mà bản thân của nàng lại không thể không ra tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêng kỵ cùng quật cường, nàng đã truyền âm cho sư tôn, hy vọng có thể chống được tới lúc sư tôn đến. Răm rầm Hoàng Nguyên thẳng người mà lên, trên đỉnh đầu thành tiền địa tầm hỏa tàn mát ra thần mang rừng rực, lập tức phóng về phía cường vũ điệp, tốc độ cực nhanh. Khương Vũ Điệp chỉ kịp để càng xích hạ trảm long kiếm trước mặt chặn một kích này nhưng mà lực phản chấn khổng lồ kia làm cho nàng cũng có chút sắc mặt tái nhợt lục vùng ngũ tạng đều nhận lấy chấn động thật lớn Khương Vũ Điệp dù sao chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ cùng hoàng nguyên tầm đó kém một đại cảnh giới coi như là có xích hà trảm long kiếm cũng căn bản không cách nào ngăn chặn hỏa nguyên lập tức liền rơi vào thế hạ phong xích hà ngập trời phúc hải tràm long cương vũ điệp thét lên một tiếng, xích cả trọng long kiếm ở trong hư không đại phóng hào quang, tần băng sáng chói bắn ra bốn phương. từ đó bay ra một chân long hư ảnh, trồng cầm kinh tiêu chém giết về phía hỏa nguyên. mà cùng lúc đó, phương tình tuyết cùng tử huyền cũng xuất thủ, phân biệt phóng ra một thanh cổ kiếm màu ngà sữa, như là có phượng tường vu thiên long con cộng minh, ở trong hư không huyễn hóa ra thiên phượng hư ảnh thần bí mà thánh khiết vô cùng nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn